Hello mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip đó là quay cái hòm đồ mật mã vàng. Thì trong cái hòm đồ này sẽ xuất hiện cây súng lục nâng cấp, đó là cây lục Scorpion. Thông báo giật thì khá đẹp luôn. Ok, bây giờ mình sẽ quay luôn phát đầu tiên này. Không ra rồi. Ui, phát hai ra súng luôn này. Quá là hên luôn anh em ạ. Mình sẽ quay nốt 3 lần nữa để đủ 5 lần sẽ được mở thêm một cái hòm nữa. Rồi ôi, 3 phát tiếp theo không ra cái gì rồi mọi người ơi. Đây. Ui, lại ra lục luôn này, quá là hên luôn. Bây giờ thì mình sẽ nâng cây lục này lên 4 nhá để lấy thông báo diệt. Ngoại trang nâng cao trông đẹp hơn rồi này, thông báo diệt thì khá là đẹp luôn đấy. Rồi, ok. Hello mọi người nha và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình. Thì hôm nay mình sẽ làm clip review cây súng lục nâng cấp đầu tiên đã được đưa vào PUBG, đó là cây lục Scorpion. Vâng. Hôm nay thì mình đã quyết định là mình sẽ quay em nó luôn để lấy một cây lục nâng cấp đầu tiên trải nghiệm cho mọi người. Ban đầu mình cũng không quay đâu nhưng mà mình thấy cây lục này nó có cái thông báo diệt màu vàng khá là đẹp. Với lại mình thấy cái skin cây lục này ngoại trang nó cũng khá là giống cái chảo nâng cấp ấy, cho nên là mình quyết định là mình quay. Chứ thực sự mà ai mà quay súng lục nâng cấp để mà chơi thì đúng là thừa tiền, tại vì ít khi cầm lục lắm. Đây, có tiếng chân ngay phía nhà bên đường à. Nó công qua đây một tên rồi này. Mình sẽ dí cái tên này trước. Lên tầng 2 à bạn. Ui dồi ôi, đang còn loot đồ này. Đây bạn nó ngay ngay nhà xanh một tầng bên kia đường luôn. Nào có qua không? Không qua cứu bạn là mình gạt luôn này. Gạt luôn đi. Ố đây, cái lục đấy rồi. Trời ơi. Đấy, vào cái khu vực này thì tìm được cái lục này khá là nhiều. Đây bây giờ mình sẽ đẩy qua. À, chạy à, chạy à. Chạy đi đâu? Thanh niên tự nhiên chạy đi đâu nhở? Ô kìa. Ô hết đạn à? Ui. Làm gì đấy bạn ơi? Rồi. Đó. Lục nâng cấp đầu tiên anh em ạ. Quá đẹp luôn. Đây, còn một tên nữa ngay sau lưng này. Úi giời, tên này lòm khom lắm. Tính chất sau lưng này anh em, để mình xử lý tên này đi. Ôi, bên kia cũng có luôn. Đây này. Ui. À đây còn boss anh em ạ. Vãi thật. Thế thì khả năng tên cuối là cái tên mà vừa đứng kê ngay chỗ đằng kia rồi. Đây kê ngay trước mặt này. Đấy. Ô chưa clear à? Ô, hai team rồi anh em ơi. Bên kia mình nghe có tiếng súng nữa. Thế là cái tên ở chỗ bên kia là team khác rồi, không phải là bạn nó luôn. Để mình vào đây mình còn máu ấy, mình công qua anh em nhá. Cây lục Scorpion này thì thật sự anh em là được cái là nó nhiều đạn, có băng kích đạn thì tăng được lên tận 40 viên cơ. Mặc dù đam nó hơi yếu nhưng mà được cái nó nhiều đạn và bắn xa tâm nó rất là ổn định luôn. Nhưng mà mình chỉ không thích một cái về cây súng lục Scorpion này, đó là nó không thể gắn được cái băng kích đạn vừa thay nhanh mà vừa mở rộng. Nó chỉ gắn được mỗi cái băng đạn mở rộng thôi, khá là dị, cho nên là nó cũng bị hạn chế đi khá là nhiều ấy. À đây, một tên. Ui dồi ôi, chưa thấy đạn. Ui dồi, leo vào kìa, ông này yếu rồi anh em ạ, đẩy luôn đi. Ui dồi ôi, đang được nick kê hai đây bạn ơi. À, thanh niên Việt Nam này. Bỏ đi đâu? Bỏ qua bên đấy à, thế thì là bạn nó ngay trước mặt thôi. Đang còn cái tên lúc nãy mình nốc chỗ bên này cơ, không biết là nó bỏ đâu rồi, chắc được cứu rồi. À, final rồi này. Vẫn chưa có ai cứu này. Hay là bạn nó đi hồi sinh luôn rồi hay sao ấy? Không có ai ở đây nữa rồi hay sao ấy? Nó dốc vẫn chưa có ai mở cửa luôn ấy. Ô kìa, có xe lao vào chỗ trạm hồi sinh này. Đây. Chắc là đang vào chỗ đấy hồi sinh. Đây mình thấy rồi này, đang đứng trụ này. Trời ơi, nốc luôn anh em ạ, à. Được của nó đấy, thanh niên. Không biết là đã hồi sinh được chưa nhở? Đấy đang đứng gọi. Mình cứ lao qua đã, tính sau. Rồi, bỏ đâu nhở? Đây, 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 úi trời ơi. Game mới nha bạn ơi. Để mình sớm mốc mình ra, mình lút đi, đề phòng lỡ bạn nó được hồi sinh ấy. Đứng ở đầu bắn mình dễ toang lắm.
Đứng chân ngay trước mặt này. Ui rồi, ra đây mà nằm. Chết luôn. Con lục này đứng gần bắn cũng bá đạo phết đấy chứ. Rồi, tiếng súng ở bên chỗ nhà nước. Cứ bình tĩnh, để mình ra mình lút xem cái ông này có đạn chín không. Thanh niên này không phải là thanh niên vừa được hồi sinh anh em ạ. Thấy đồ khá là giàu luôn. Thường là mấy ông được hồi sinh là mấy ông hay cầm mấy cây SMG. Đây, có tiếng bắn nhau bên nhà nước, để mình phun nước rồi mình công. Ô, tướng chân trước mặt luôn. Ui rồi kê này. Thanh niên kê, clear luôn rồi. Vâng, hết hồi sinh nha. Còn hai team bắn nhau ở chỗ bên nhà nước nữa anh em ạ. Lúc qua qua rồi mình sẽ công vào. Đấy đấy, vẫn đang bắn. Ố, bắn một tên ngay chỗ bên ngoài đường kìa. Đây mình dừng đây, mình hóng đã. Đây rồi, bị bắn kìa. Ở đây như con bot hay sao ấy. Kìa, cái tên táp này. Từ từ, đợi đừng nhất là mình sấy thử xem nào. Trời ơi, một đầu hai người. Nhưng mà mình nghĩ chắc là không ăn thua đâu. Ơ. Ui, nó bị bắn chết rồi. Đây này. Trời ơi. Có một tên sai lần đứng bên trái bắn mình nữa. Đây rồi. Thanh niên vẫn đang đứng kê này. Không gạt được nhờ. Đấy, cái lục này bắn xa cũng bá đạo phết đấy chứ. Một tơn nốc luôn. Để mình lên trên đồi bên trái mình check cái tên mà vừa sấy mình ngay chỗ bên này đã. Không biết là nó đứng chỗ nào ấy, nó cầm M4 sai lần hay sao ấy. Không đứng trên đồi này, đứng chỗ nào ta? Vừa nghe ngay chỗ này mà. À. Và mình cứ đứng đây mình cầm lục mình cà khịa tí đi. Đây, đứng chỗ này đã. Đây rồi, mình thấy nó rồi này. Úi. Ở đâu một tên cầm mini bên trái nữa. À kia rồi. Khá là xa anh em ạ, không nhìn thấy cái gì nữa. Vâng, vậy là ba tên đấy, mình thấy ba tên rồi. Vẫn đang thắc mắc là cái tên gần đây không biết nó đứng chỗ nào ta. Có xác ngay dưới này. Chắc là nó núp đầu ở dưới thôi. Đây. Thanh niên hồi nãy táp mini. Đây nữa này, thanh niên táp này. Nhìn này, yếu chưa. Kể mà cây lục này mà gắn được cốp to, sấy xa cũng được phết đấy chứ. Nhưng mà mỗi tội là bắn red dot ở xa, mù mắt quá, không nhìn thấy cái gì. Có gì đây? Đâu ra thanh niên này vậy? Ui rồi, như ông này là cái ông M4 sai lần thì phải. Ô. Ui không được rồi, M4 đi anh em ạ. Nhảy này rồi, gạt luôn. Ô. Vãi nồi. Thì ra là một ông nữa nằm ngay chỗ hòn đá đấy luôn ạ. Dã man nhờ. Hình như bọn này cùng team thì phải. Nó không bắn nhau mà. Thế là mình xem nào. Mình gạt hai rồi đúng không? Gạt hai tên chỗ này với lại một tên đang chỗ hòn đá. Nó ốp bom á, thế mình ốp lại này. Đứng dưới mà đi ốp lên. Người. Rồi, nốc luôn. Úi giời, bom phơm luôn rồi anh em ạ. Hai quả bom chuẩn. Chuẩn không hoàn chỉnh luôn. Thế là gạt ba rồi đúng không? Còn một tên nữa. Đây à? Đây là con bot thôi. Nhưng vẫn còn một tên nữa ngay dưới đấy anh em ạ. Chắc là tên này nó sẽ đi qua kia nó hồi sinh ấy. Ủa thế bọn này đi đâu hết ta? Rồi rồi. Vâng, vẫn kê ngay gốc cây này luôn. Siêu yếu này. Tên này tưởng là chạy đi hồi sinh rồi, ai ngờ vẫn kê. Kê chì thật đấy. Nào ngó ra bạn. Mình cầm lục mình solo với bạn luôn này. Đây để sớm móc ra lút thêm ít đạn. Sắp hết đạn rồi. Kìa. Tên này tính làm gì đấy. Ây à, quăng bom à. À ghê phết. Nào ngó ra. Vâng không ngó rồi anh em ơi.
không ngó rồi. Đây, ui, đây rồi, có cái silent cho cái lục rồi. Và nãy mình tìm cái silent để gắn vào cái lục mà tìm mãi không thấy. Còn cái lục này mà gắn silent đứng xa khều thì không ông nào biết. Đang ngó, ngó ra đây. Ui, siêu yếu rồi, lấy xe mình đẩy luôn đi. Mất thời gian với lại tên này quá. Đốp bom à? Đứng quẩy bò nãy giờ. Chết rồi. AK thì cũng chết thôi, thanh niên đứng ngoài bò. Đây, dừng tạm đây, canh đã. Ồ. À, tưởng tên nào nó nằm cơ. Ồ, đây rồi. Ui, có tên lao xe vào chỗ khu nhà. Một tên nằm ngoài này. Ui, tóe máu anh em, nhưng mà yếu quá. Lại nào. Trời, nó nằm nó núp mất rồi. Ồ, chỗ này nó có một cái chỗ à. Nó nằm nó lùi vào cái là mình không nhìn thấy luôn. Và kiểu này phải dùng kính lúp thì mới nhìn thấy được bọn này anh em ạ. Đây này. Ôi, không trúng biết nào ạ. Rồi, hình như là cái tên bị nằm, bị bọn này xấy chết rồi. Ui, công ra kìa, công ra này. Lút đồ kìa, ui rồi hai tên. Nhưng mà tầm này thật sự anh em là không thể bắn được. Bắn làm sao được với cự ly như này. Gì đây? Quân que gì đây? Nằm giữa đồng một táp à? Bò đi đâu? Bò này. Họ bò này rồi, chết nha bạn. Kìa. Như bạn nó luôn đấy. Tên này có sniper anh em ạ. Ui, ốp luôn. Nè, thấy nó nghi nghĩa mình là mình đã nghi nghi rồi. Đấy. Quả đấy mà nhìn nó lâu một tí thôi là nó gọt đầu mình ngay. Giấu xe đã. Thế là bọn này là có một tên cầm ốp, cũng hơi căng đấy nhỉ. Cầm ốp là cứ phải cẩn thận. Vừa có con xe lao vào nữa kìa, đúng không nhỉ? Đúng không ta? Nó có lao ở nhà không nè? Ôi, đang ngồi nhìn mình này. À. Trời ơi, thế không nốc kìa. Hai team rồi anh em ơi, nốc nhau rồi. Để mình xuống đây mình kiếm thêm một ít đạn chín đã. Đây, vẫn bắn nhau để mình lên đây mình canh luôn. Hơi đen khi mà không còn nhiều đạn chín nữa rồi. Chứ không thì ngồi đây gọi là khều khều một tí nữa cho vui. Ồ, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây nằm này. Đây, cầm lục anh em ơi, lục khều xa bắt. Ui, chết luôn này. Lục 200m đấy anh em ạ. Được thật sự. Bất ui gì luôn, lấy thêm thì một tí đạn nữa. Có từ từ nha. Bị rớt đạn hay sao ấy? Đây rồi, đây rồi. Và được 27, 30, 35 viên à. À quên, 5, 5, 7 viên. Không đủ để bắn nữa chứ. Úi. Vãi nồi. Mình bị tên trước mặt nó vừa táp mình. Ui rồi bọn kia nó hai thằng cầm ốp luôn à. Ui rồi lại còn MK nữa kìa. Nào anh ơi bình tĩnh. Sao hai team đè mình bắn thế này. Đây rồi mình thấy một tên nằm kìa, đang trườn kìa. Không dám đứng dậy anh em ạ. Không nhìn thấy cái gì rồi. Đứng dậy thì sợ bọn nhà nó thấy đầu mình là nó bắn mình rụng đầu ngay. Hơi khoai đấy. Giờ đợi bo thôi. Hy vọng là bo về chỗ mình. Vãi cả nồi MG3 nữa. Rồi, nó đốc một rồi kìa. À, đây rồi, thấy rồi nha. Úi, hai tên. Nó đang nhìn mình à? Một tên nhìn mình này. Chết rồi. Ăn viên sniper vào đầu anh em ạ. Ăn ăn viên ca đấy. Toàn thế nhở. Không được, góc này bị lộ.
Rồi thôi xong rồi, bo vào nhà luôn rồi. Vỡ mồm rồi. Rồi, nốc này. Này, khều chúng tôi à? Này. Tên này nhìn mình này, mà nó có ốp. Trời ơi. Không được rồi. Khó đấy anh em ạ, để che góc này đi đề phòng có một tên nó tạt qua đây để nó móc mình. Đây để zoom về 6x đi. Sấy xa thì zoom 6x sấy vẫn dễ hơn. Vãi thật. Bọn này nó vừa nốc với bọn bên ngoài sao ấy. Nhìn này. Không được rồi anh em ơi, tầm bốc công vào khu nhà thôi. Không công sớm lắm mình chết bò. Khoai thế nhở. Ui rồi ôi, tính cạt hộ mà không được. Mình đẩy vào đi. À, bọn kia mà thấy mình nữa thì thôi toang. Đây còn một quả sờ bốc nữa. À nhìn này. Rồi nóc rồi anh em ơi. Cơ hội thì chiếm nước nhà này. Ui rồi còn tên nữa đang nhìn mình kìa. Không nóc luôn. Ui, bình tĩnh anh ơi. Đây rồi kìa. Ba tên luôn ạ. À. Ui bị kẹt. Cứ đệt. Thế bị kẹt mới cay chứ. Trời ơi. Đã vào được chỗ này đẹp như thế rồi mà cái thằng quần que bên kia nó lại bắn vào mình. Ô thế còn mỗi thằng này à? Ui rồi, mình thằng này với lại team 4 rồi. Vãi thật, team trong nhà nguyên 4 anh em mà. Rồi, trận này mình review qua cây Scorpion nâng cấp, cây lục nâng cấp đầu tiên của game ấy. Thì ok, bye bye mọi người, hẹn anh em ở clip sau nha.